nghỉ não ấy để làm mất các cử động tự ý của nó. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái chất kích thích cảm giác đau của nó là gì? Sử dụng chất kích thích cái cảm giác đau của nó là gì? ACL. Acid chloride đấy, 0,5%. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát thí nghiệm. Điều đó chứng tỏ là thuốc tê nó có tác dụng như thế
bộ. À, điều đó chứng tỏ là thuốc tê chỉ có tác dụng cục bộ là bên cái chân mà có bôi thuốc thôi, ở bên chân không có bôi thuốc thì nó vẫn có phản xạ bình thường. À, điều đó chứng tỏ là thuốc tê chỉ có tính cục bộ. Rồi, à, sau một thời gian á, người ta sẽ thử lại cái chân mà bôi thuốc thì người ta thấy rằng nó có lại phản xạ giúp chân. Điều đó chứng tỏ gì? Kiểu có hồi phục, nó hồi phục. Lý Minh Đăng. À, như vậy điều đó là chứng tỏ là thuốc tê đã hết tác dụng, sau thời gian tác dụng rồi thì bây giờ thuốc tê đã hết tác dụng, cho nên là chức năng dẫn truyền của cái sợi thần kinh nó lại phục hồi trở lại, tức là cái vị trí mà bôi thuốc bây giờ nó mất tác dụng rồi, cho nên nó có lại cái cảm giác đau. À, như vậy là chúng ta đã thử làm thí nghiệm với lại cái chân ếch thứ nhất là dùng thuốc tê bằng đường gây tê bề mặt. Bây giờ chúng ta tiếp tục thí nghiệm thứ hai là chúng ta gây tê dẫn truyền, thì chúng ta sẽ cũng là rỉ máu ếch nhưng mà phải bộc lộ cái tám giới thần kinh treo ếch bên giá. Chúng ta phải thử phản xạ của hai chân ếch trước thí nghiệm. Sau đó thì chúng ta chấm, ở đây người ta sử dụng là bromelain, chấm vào cái nám rối thần kinh. Người ta để tiếp xúc trong 1 phút và người ta thử lại chân thí nghiệm. Thì chân thí nghiệm 20 giây cũng không có phản xạ giúp chân. Điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ gì? Thuốc đã có tác dụng gây tê, làm mất sự dẫn truyền cái cảm giác đau từ cái nơi bị đau, tức là bàn chân ếch, chạy dọc cái sợi dây thần kinh ở cái chân ếch đó đi lên đến cái vùng cái đám rối hông, ở chỗ cái thần kinh hông của nó, và nó không qua đấy thì nó không qua được đấy, nó bị chặn lại rồi đấy, dẫn đến là cái tủy sống nó không nhận được báo lên là có đau, cho nên nó không có cái phản xạ rút chân lại. Nhưng mà chân thí nghiệm thì chân kế bên lại, chân đối diện thì vẫn có, chúng ta thử chúng ta thấy nó vẫn có cảm giác đau. Như vậy là thuốc tê chỉ có tính gì? Cục bộ, như là chúng ta đã nói. Chúng ta để cái thuốc nó tiếp xúc xin lỗi, chúng ta trong thời gian mà chờ để xem là cái thuốc tê này hết tác dụng chưa thì chúng ta 5 phút sau, cứ 5 phút thì chúng ta tiếp tục là thử lại cái chân ếch xem nó có phản xạ giúp chân hay không. Khoảng 20 phút sau chúng ta thử cái chân thí nghiệm chưa có phản xạ giúp chân, nhưng chúng ta đụng vào một cái bộ phận nào trên cơ thể con ếch thì cái chân mà làm thí nghiệm có phản xạ giúp chân. Điều đó chứng tỏ gì? Ai biết? Để gọi một người xem biết đến đâu. Đụng vô cái chân đó, nghe gọi lại cảnh giác. Chứ chứng tỏ gì? Thái Công Tiến. Thì chắc sẽ là kết quả. Cái đó điều đó chứng tỏ gì em? Cái đó lại những chuyện cảm giác đau. Rối loạn dẫn truyền. Em có ý kiến không? Em giơ tay đây, em có ý kiến khác bạn không? Khi mình làm thì mình tránh mình đụng vô con ớ, tại vì thứ nhất nó sẽ làm có loạn cảm giác, dẫn đến mình sẽ sai lại các kết quả mình cần phải ghi. Không. Không, có gì đâu. Ai có ý kiến khác không? Khi mà cái chân thí nghiệm là chúng ta làm á, chúng ta thấy nó vẫn 20 phút sau vẫn chưa có lại cảm giác đau, nhưng mà khi em vô tình đụng vào cái mình của con ếch thì cái chân mà thí nghiệm đó có phản xạ rút chân. Điều đó chứng tỏ gì? Hồi phục không? Hồi phục ngược lại có nghĩa là gì?
Dạ, tại vì theo trong bài nói thì cảm giác đau sẽ mất trước, rồi vận động mất sau, thì lúc này vận động có lại trước, rồi cảm giác mới có lại sau, thì hồi phục không nghịch. Đúng rồi, bạn giải thích như vậy là rất là đúng ha. Là khi mà chúng ta gây tê á, thì cảm giác mất trước và vận động mất sau. Nhưng mà khi phục hồi á, thì lúc này cái chức năng cảm giác của cái sợi dây thần kinh chưa có, nhưng phục hồi vận động thì có thể đã phục hồi. Cho nên chúng ta đụng vào cái phần nào đó trên mình con ếch thì cái chân nó có cái phản xạ là rút chân, là cái dây vận động nó phục hồi, chứ còn cái dây cảm giác thì chưa. Như vậy là qua cái thí nghiệm này chúng ta đã chứng minh, và sau đó một thời gian khoảng 30 phút sau chúng ta thử lại chân thí nghiệm thì chúng ta thấy rằng chân thí nghiệm có phản xạ rút chân. Điều đó chứng tỏ là thuốc tê đã gì? Đã phục hồi, là tức là nó đã chức năng của cơ quan đã phục hồi, tức là thuốc tê đã hết tác dụng. Như vậy thì qua thí nghiệm này chúng ta đã chứng minh được tác dụng của thuốc tê. Thứ nhất là ngăn sự dẫn truyền xung động thần kinh từ ngoại biên về trung ương. Thứ hai nữa là nó có tính gì? Cục bộ. Thứ ba nó có tính gì? Thuận nghịch. Thuận nghịch. Bây giờ chúng ta giải thích cơ chế gây tê của cái nhóm thuốc tê này. Tại sao nó có tác dụng gây tê là mất cái chức năng dẫn truyền cái xung động thần kinh của sợi dây thần kinh cảm giác? Ai biết? Rồi em. Sách bây giờ hết chưa? Con nghĩ là thuốc tê lidocaine thì nó có tác dụng là ức chế kênh natri không cho natri dẫn truyền vào, nhưng mà nó làm natri không dẫn truyền thì nó ngăn dẫn truyền thần kinh từ nội viên. Ở đây em nói là đóng kênh natri là đúng, nhưng mà đóng kênh natri cho nên ion natri không đi từ ngoài vào trong màng tế bào thần kinh được. Đóng kênh natri thì ion natri không đi vào được, mà ion natri thì mang điện gì? Dương. Dẫn đến là điện thế trong màng sẽ gì? Thấp hơn ngoài màng, tạo điện thế ổn định, ngăn sự dẫn truyền cái xung động thần kinh. Dẫn đến là khi mà chúng ta kích thích đau ở cái bàn chân thì cái cảm giác đau đó không có đi qua cái vùng mà cái đám rối dây thần kinh mà chúng ta chấm thuốc tê, nó bị ngưng lại nó. Nó không lên đến thủy sống được, và do thủy sống không nhận được báo về là có đau ở cái bàn chân, cho nên nó không có cái phản xạ là rút chân lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái thí nghiệm thứ ba hôm nay, là thí nghiệm thứ hai, là thí nghiệm mà chứng minh cái tác dụng gây tê của lidocaine, của novocaine và các cái thuốc gây tê về mặt. Rồi bây giờ các em chúng ta còn hai tiết nữa, chúng ta học tiếp cái phần cách sử dụng các dạng thuốc.